Viên uống chống nắng có thể bảo vệ da của chúng ta khỏi tia UVA và tia UV hay không? Chào các bạn, hãy dành cho mình 1 phút 30 giây, mình sẽ trả lời câu hỏi này của các bạn nhé. Câu trả lời của mình là viên uống chống nắng sẽ không thay thế được kem chống nắng. Thế nhưng viên uống chống nắng không phải là không tốt. Chúng ta 70% viên uống chống nắng nó là thành phần chủ yếu là nước, và nó giúp cho cơ thể của chúng ta được hấp thụ lượng nước nhất định và hấp thụ theo những cái dưỡng chất của cái viên uống chống nắng. Thế nhưng viên uống chống nắng sẽ không thể bảo vệ cho làn da của chúng ta khỏi tác nhân gây hại của tia UVA và tia UVB. Vậy cho nên là chúng ta vẫn bắt buộc phải sử dụng kem chống nắng bôi thoa bên ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì kem chống nắng nó là được mệnh danh là một chiếc áo giáp bảo vệ cho làn da của chúng ta từ tác nhân gây hại của tia UVA và tia UVB từ bên ngoài. Nếu chúng ta có tác nhân gây hại từ bên ngoài thì chúng ta cái nguyên lý thì chúng ta phải hiểu được rằng là kem chống nắng nó sẽ bảo vệ chúng ta từ bên ngoài. Còn viên uống chống nắng không phải là không tốt nhé cả nhà nhé. Nếu chị em tìm được một dòng viên uống chống nắng có thương hiệu đủ uy tín, chị em vẫn có thể sử dụng và kết hợp với lại kem chống nắng bôi thoa bên ngoài. Chứ còn viên uống chống nắng thì 70% viên uống chống nắng là những cái thành phần chủ yếu là nước, để nó cung cấp nước hỗ trợ cho từ bên trong của chúng ta để giúp cho làn da của chúng ta có thể khỏe mạnh hơn. Thế nhưng chúng ta đừng quên bôi thoa và bảo vệ da của chúng ta bằng kem chống nắng từ bên ngoài. Và bên ngoài thị trường thì rất nhiều những cái loại kem chống nắng. Nếu chúng ta muốn kem chống nắng có khả năng và đủ cái khả năng để bảo vệ cho làn da của chúng ta tia UVA và tia UVB thì chúng ta hãy tìm những dòng kem chống nắng vật lý nhé cả nhà nhé. Và kem chống nắng hóa học cũng rất tốt, nhưng không phải là làn da nào cũng có thể sử dụng được kem chống nắng hóa học. Nhưng đa phần thì chúng ta hãy tìm hiểu dòng kem chống nắng vật lý và có chỉ số SPF 50 cộng. Từ 30 đến 50 cộng nó sẽ giúp cân bằng và trung hòa cho làn da, phù hợp rất nhiều làn da. Nếu chúng ta mà sử dụng cái dòng kem chống nắng nó trên 50 cộng thì nó cũng khá là khó phù hợp với những cái làn da của chúng ta. Vậy cho nên là chúng ta cứ tìm hiểu những cái dòng sản phẩm kem chống nắng mà có chỉ số SPF nó từ 30 đến 50 cộng nhé. Và cái chỉ số PA nó phải từ 2 đến 3 cộng trở lên thì chúng ta mới có thể chống lại tia UVA và tia UVB của ánh nắng mặt trời. Cảm ơn các bạn đã xem video, và muốn tìm hiểu thêm dòng kem chống nắng này thì hãy inbox cho mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn nhé.